Chiều ngày 9 tháng 7, buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Chiến dịch này là sự góp mặt của 43 đội tuyển, trong đó 23 đội thuộc khu vực phía Tây và 20 đội thuộc khu vực phía Đông. Theo đó, các đội phía Tây sẽ được chia thành 6 bảng, còn phía Đông sẽ được chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội. Theo kết quả phân chia nhóm hạt giống khu vực phía Đông, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng các đội Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Triều Tiên. Nhóm số 2 bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Singapore. Nhóm 3 là Hồng Kông, Indonesia, Lào, Campuchia và Timor-Leste. Nhóm thứ 4 là Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau và Brunei. Với lợi thế rất lớn như vậy, lá thăm may mắn đã đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng Y cùng U23 Myanmar, U23 Hồng Kông, U23 Đài Loan. Đây được xem là bảng đấu rất dễ thở với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi các đối thủ đều đã có nhiều vấn đề riêng và chưa bao giờ được xem là xứng tầm về bóng đá Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 11 đội nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết. Trong trường hợp chủ nhà Uzbekistan nằm ở nhóm này, đội thứ nhì có thành tích tốt thứ năm sẽ giành vé. Nếu chỉ xét trong hai kỳ vòng loại U23 châu Á gần nhất, có lẽ chưa bao giờ U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở như thế cả. Năm 2018, Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, Đông Timor và Macau. Tất nhiên, Đông Timor và Macau không phải vấn đề lớn như U23 Việt Nam, nhưng U23 Việt Nam đã không thể đánh bại được U23 Hàn Quốc. Chúng ta giành vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất. Năm 2020, U23 Việt Nam cùng bảng với toàn đối thủ Đông Nam Á, bao gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Brunei. Thầy trò Park Hang-seo thậm chí còn thắng luôn cả 3 trận, dù có đôi chút khó khăn ở cuộc đọ sức với Indonesia. Triệu Vừa Hưng chỉ có thể ấn định chiến thắng vào phút bù giờ, nhưng đây lại là giai đoạn ghi nhận chiến thắng đậm nhất của một đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Sàn một chút, vòng loại U23 châu Á 2016 mang lại những cảm xúc khá đặc biệt cho người hâm mộ. Ở trận đấu với U23 Macau, mỗi bàn thắng của chúng ta đều quý như vàng và chính là tấm vé đưa U23 Việt Nam lần đầu đến với vòng chung kết châu lục. Quả thật, bàn thắng ấn định tỷ số 7-0 của Công Phượng ở phút bù giờ thứ 3 đã giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội nhì có thành tích tốt nhất. Nhưng lần này, phía trước ông Park là những đối thủ mềm hơn rất nhiều và đây cũng được xem là bảng đấu rất rất đẹp với U23 Việt Nam. Nói chẳng quá rằng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành sớm vé chỉ sau 2 trận. Số lần U23 Việt Nam được dự vòng chung kết còn nhiều hơn cả 3 đội cùng bảng cộng lại. Nhưng như thế không có nghĩa rằng đội bóng của chúng ta được phép chủ quan. Nên nhớ rằng, lần duy nhất U23 Việt Nam không vượt qua được vòng loại chính là lần nằm cùng bảng với Myanmar và Đài Loan. Ở hai trận đấu này, U23 Việt Nam đều nhận thất bại khép lại vòng loại. Myanmar và Hàn Quốc vào vòng chung kết, đó cũng là lần duy nhất đội bóng này vượt qua được vòng loại. Trong khi đó, Đài Loan và Hồng Kông chưa một lần được hưởng không khí ở vòng bảng. Thậm chí ở các vòng đấu loại, họ thường là đội bóng lót đường. Năm 2013, U23 Hồng Kông đứng cuối bảng F. Trong bảng đấu có 6 đội, bao gồm cả Lào và Campuchia. Họ toàn thua cả 5 trận. 2 năm sau, Myanmar, Đài Loan và Hồng Kông cùng chung bảng F với Australia, song cả 3 đều bị loại. Năm 2018, Hồng Kông và Đài Loan cùng nằm bảng G, cả hai đều không vượt qua vòng bảng. Riêng U23 Đài Loan thất bại ở cả 3 trận. Trong khi đó, Myanmar dù đứng thứ 2 bảng F song không đủ điểm để nằm trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đó cũng là số phận của đội bóng này ở vòng loại U23 châu Á 2020. U23 Đài Loan tiếp tục xếp cuối bảng H với 1 điểm và Hồng Kông chỉ hơn Mông Cổ ở vị trí thứ 3 của bảng G. Tựu chung lại, U23 Việt Nam sẽ phải thể hiện vị thế của mình bằng những chiến thắng trước Đài Loan, Hồng Kông và Myanmar. Câu chuyện có thể là thắng bao nhiêu bàn thắng, chứ không thể là một kết quả hòa. Một điểm trước bất cứ ai ở bảng đấu này cũng có thể khiến U23 Việt Nam vấp phải sự chỉ trích. Phải nhìn nhận rằng trong vài năm trở lại đây, U23 Myanmar là cái tên rất hay, khiến U23 Việt Nam phải đau khổ. Như đã nói, đó là lần duy nhất mà U23 Việt Nam không thể vượt qua được vòng loại U23 châu Á năm 2013. Một kỷ niệm rất đáng quên khi chúng ta thua cả Myanmar lẫn Đài Loan. Tiếp đó, U23 Việt Nam từng đối đầu với U23 Myanmar tại SEA Games 28. Thời điểm đó, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mira đã phải nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước đối thủ này. Đó là trận đấu như ma làm khi tiền đạo Mạc Hồng Quân liên tục dứt điểm hỏng ăn một cách đầy khó hiểu. Chính từ 90 phút tồi tệ ấy khiến cho các cầu thủ Việt hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích đến từ người hâm mộ. Đến mức anh nghĩ rằng sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của mình chấm dứt luôn ở đó. Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy, làm sao U23 Việt Nam có thể bại trận? Ở hàng phòng ngự, Thanh Hiền không gặp may khi để bóng chạm chân đi vào lưới, trong khi đó cái tay thừa của Hồ Ngọc Thắng khiến U23 Việt Nam phải chịu quả phạt đền.
Rất nhiều cổ động viên trên khán đài thậm chí không thể tin được đội bóng thân yêu đã bị loại khỏi bán kết SEA Games theo một cách khó hiểu như vậy. Tuy nhiên hiện tại sức mạnh của U23 Việt Nam đã khác trước rất nhiều, đã chứng minh bởi thành tích cao trong 3 năm trở lại đây, chưa kể Myanmar gặp rất nhiều biến cố, ít nhiều gây ảnh hưởng đến trình độ và tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Nhưng ở một giải đấu cấp độ châu lục không thể chỉ là câu chuyện trả món nợ trước một đối thủ cụ thể nào cả. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 có ý nghĩa rất quan trọng dành cho lứa tuổi cầu thủ kế cận ở các cấp đội tuyển quốc gia. Do vậy, VFF luôn dành sự quan tâm đầu tư có chiều sâu và trọng điểm để tạo điều kiện cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu đạt số trận nhiều nhất có thể tại đấu trường này. Thực tế đã chứng minh kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016 cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đều liên tiếp vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chung kết của giải, trong đó có dấu mốc lịch sử lọt tới trận chung kết của U23 châu Á 2018, ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Từ nay cho đến khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến sẽ có thêm 2 đợt tập huấn nữa. Trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ cùng huấn luyện viên Park Hang-seo và các bộ phận chuyên môn tiếp tục bàn thảo để xây dựng kế hoạch chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho U23 Việt Nam, đảm bảo hướng tới mục tiêu tiếp tục giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định. Thực tế chỉ ra rằng U23 Việt Nam có thể là đội bóng chuẩn bị chu toàn nhất cho vòng loại và cả vòng chung kết U23 châu Á. Chúng ta thường xuyên tập trung các đội tuyển trẻ ở các giai đoạn khác nhau để ghép nối và tạo sự gắn kết. Trong hoàn cảnh dịch bệnh hoành hành, vẫn có những trận đấu giao hữu rất bổ ích với đội tuyển Việt Nam để cầu thủ trẻ thử lửa. Bước đầu, ông Park và cộng sự hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn của những Mai Xuân Quyết, Nguyễn Văn Việt, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Hữu Thắng, Huỳnh Công Đến hay Hoàng Xuân Tân. Cùng với đó, những cái tên kỳ cựu như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hài Lòng đều được ông Park tạo điều kiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia, qua đó xây dựng một bộ khung ổn định, làm điểm tựa, tạo lứa kế cận ở các giải đấu lớn. Trước mắt, sau vòng loại U23 châu Á, kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà sẽ là bài test về áp lực và bản lĩnh dành cho dàn sao trẻ nói trên. Quan niệm về một giải đấu ao làng sẽ là sai lầm vào thời điểm này nếu nói về SEA Games. Cầu thủ trẻ cần những bước phát triển bền vững, ổn định và thành tích lên dần theo năm tháng. Rất hiếm khi những màn vượt vũ môn xuất hiện lại như thường châu năm nào.